Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Action. Thì đã khoảng 2-3 ngày rồi chúng ta đã không gặp nhau. Thì hôm nay các bạn có khỏe không? Ok, thì hôm nay tôi sẽ quyết định quay lại cái game Lệ 4F2 này. Ok, thì bây giờ tôi sẽ mời ông bạn của tôi là Kido. Ok, vô ông ơi. Ui. Vào 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 Nhớ vào đi. bảo bọn nó xem là chuyển khoản để Sao rồi? hết bao nhiêu Ok, gọi vô. là hết tầm mấy chục Let's go. nghìn mấy chục k Mẹ cái map swarm ông ơi. Mẹ cái map đợt đầm này lầy nó ghê bắt vãi. khoảng 1k. Chịu rồi. Mẹ map map đầm lầy các bạn ơi, mẹ kinh vãi, cứ nghe đầm lầy đéo thích rồi. Hình như ném Molotov xuống nó bị dập hay sao ấy, đúng không? Chịu, chả biết. Chuyển xuống. Cái đầm lầy kiểu ném 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 xuống nó bị dập dập lửa ấy. Ném cái Molotov xuống. Tôi thấy bọn trên mạng mà thế mà. Cái súng gì đây? Má lâu quá. Ui, kinh vãi. Mẹ kinh vãi. Ủa, có phải đầm lầy đéo đâu không ơi? Ô, có Ông phải ạ. đập lầy à? Hình như tí nữa mới ra đầm Nick, lầy thì what phải. the hell? You shot the pilot. Well, he wasn't doing a very good job once he became a Quá. zombie. Tự nhiên là Now, was he? mình chui ra từ cái chỗ đây là cái tàu không ạ? I shot a zombie. He was a zombie, Nghe Alice. He nói must have gotten bitten before he picked us up. Ô, có hai bình ấy. Ok đi ông ơi, đi đi đi. Đi thôi. Sao có mỗi khẩu lục vậy? Từ đi đi từ từ ông ơi. Ê, có I'm a cái gì rồi? freaking axe. À. Đây rồi. Is that a bottle of puke? Đây rồi. Thằng này trốn lại ăn lâu lắm nó mới đập chúng mày. Đi 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 ông ơi. Jockey á. Ông ơi, trong này có Molotov này. Molotov ông ơi. Molotov với cả cái bom bom tự cắn nhau ấy. Đấy đi. Ủa sợ liền xuống vào kìa. Vãi. Khẩu sọc căn này không sướng bằng khẩu mấy sọc căn kia. Nặng rồi. Reloading. Vãi lệnh bomber. Mấy cứt. Đây này, bây giờ mới ra đầm lầy này. Vãi cả cứt. Má, từ từ tôi vào nhà xem có khẩu gì không á. Ôi mày có đạn, đạn lửa, đạn lửa. Bố lão. Đi từ ơi, ông ơi, chỗ này đầm lầy tôi nghi có quýt lắm. Ông lỡ đi. Ông ơi, có chảo này. Ui, tiếng charger rồi phải. Đúng không? Ừ, charger này. Nó đi rồi mà. Má là charger. Ui, đạn nổ. Đạn nổ. Đi ơi, đi 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 đi. Vãi lệch skiller. Chết rồi. Kìa cha, chỗ kia có ấy kìa. Chỗ kia có cái xe mà báo hiệu ấy. Đừng thì ông đừng nghịch vào, ông chuyên không nghịch vào nhé. Ở tôi nhảy lên. We got pills here. Lại đạn lửa nghe bố ơi. Hãy lệnh ghê. Lửa lắm thế. Đi ông ơi, đi đi đi, đạn lửa này trong này này. Qua đây lên đạn lửa này. Trong này cơ. Đạn lửa này, vào đây. Xử con Jackie đã. Vậy đi, lấy đạn lửa đi.
Ok rồi. Bắn lấy Charger không ạ? Ủa CT nè. Ủa CT nè. Chết ngay. Chết à? Từ lấy cái Boomer kia đi. Sao mày có lần trước có cái mã tấu mà. Nhớ là có cái mã tấu mà. Ông ơi, ông tin tôi đập cái xe không? Má cái mấy cái sòn căn kêu như thế mà chúng nó không bu đến là cứ cái xe kêu mà chúng nó đến nhỉ? Bựa mày. Đạch thanh niên nghịch dại chém con Boomer à? Con Boomer nó đứng gần quá, nó nhổ vào mặt. Ông ơi cái cầu. Ui tôi. Đâu? Đâu? Tôi nghe tiếng khóc. Đâu? Ông tìm đi để tôi một hit rồi. Tôi thích giữ hit bách. Đâu? À đây có lợi rồi. Nhân. Ui, bách cất rồi. Má. Bắn chút kia vào đầu nó nhảy lên rồi. Bựa vãi à. Chó rồi. Dí vào đầu nó mà bắn trượt quá. Mình ôi xuống mà bắn. Ôi chú đánh ông ơi. Boomer kìa. À, tôi chuyển từ phát ăn sang phổi rồi. Được rồi. Ui, chết rồi, ông ơi. Vãi lệnh. Ông ơi, speed low ông ơi, cứu. Con cái mấy có. Cái đạch chóc Hunter luôn mà. Đạch phụ, đậu phụ con Boomer nó nổ. Chucky à. Everybody grab a weapon. Ui. Adrenaline shot here. Reloading. Ôi lên này nè. Đi lên thuyền đi. Cái đạch lại Boomer ạ. Nó nhổ cái đéo gì vào người mình ý. Xong rồi mình bị kiểu ảo rượu kiểu đu đủ ý. Hút nó đu đủ ý. Đâu vậy rồi. Để cái thuyền tôi đi lên trước ơi. Lên đi lên. Bộ vãi, con ít không giết được con ít. Cái Hunter nhảy đây vậy. What the fuck, Hunter nhảy lên đây vậy. Đây bình. Có cái gì đâu. Bác chúng bơi ông ơi. Bác có Wish đen vãi. Tự nhiên chết bởi con Wish. Nó có bơi không ta? Đúng đen thật. Hey, I'm reloading. Mà chả sao con Luis ý. Bọn nó bắn từ xa xong rồi đến ngồi xuống bắn bùm phát chết luôn ý. Chứ không phải bắn vào đầu đâu ạ. Bắn vào thân chết rồi. Nó bắn vào bụng một phát chết. Để lúc khác thử. Ở đây. Đạch lại nó kìa. Đấy. Đấy cơ hội kìa. Đâu. Ở đâu rồi. Nhưng mà nó đâu mới là vấn đề ấy, tôi cầm khẩu. Tôi cầm khẩu súng gắn. Mấy miếng ván hay chắc là để tôi đi check up. Đâu rồi. Ở đây gần lắm. Nó đây này. Ê, tên đứng, đi ra đi. Nó chết, bố trên này này. Cái đạch. Ơ sao mẹ, tôi có làm gì đâu mà tự nhiên nó lại bắn bình ở ông start mà. Đậu phụ. Cái đạch bắn một phát. Cái khẩu gió găn này cùi quá, bắn một phát không chết. Bựa vãi. Mẹ các bạn thông cảm, mẹ tôi cầm khẩu gió găn cùi quá. Các bạn là tôi đéo cầm khẩu gió găn. Đây rồi. Không vẫn khẩu ý. Mẹ, khẩu cùi vãi. Đi ông ơi. Khẩu ấy của thằng ông xem The Walking Dead, ông sẽ biết cái thằng chủ trang trại không? Khẩu ấy của thằng ấy đấy. Đây có khẩu sniper rồi ông ơi, để tôi. Để tôi chỗ tài. Sniper.
Ôi bắn zombie thích vậy. Trong này còn nhiều đạn cơ. Reloading. Cái gì đấy? Chắc kìa. Lấy chảo gõ zombie giống trong kiểu Rambo lùn ấy. Lấy chảo đập đầu đập. Ở đâu không ạ? Mãi thêm mấy chiến vết hết súng đây kìa. Đưa lại. Mà mấy ông lên xuống hắn biết à? Cái này thanh niên. Thanh niên chuyên gia. Thằng nào vừa bắn đấy. Đi ông ơi. Đi thôi. Đang đi. Chúng nó lên kìa. Chúng lên kìa ông ơi. Đồng hấp chạy đi, chúng nó đến đấy. Đồng hấp, cầm mã tấu vào đi. Cầm mêu weapon đấy, lên chém đi. Chú này không cầm súng đâu. Đúng rồi, lên. Cứ đi thôi, anh em mình đi trước. Bọn nó đi xa kia đây này. Đây, chết rồi. Đó, đi ông ơi. Để tôi làm Trong này có quán đấy. Trong cái hầm hầm của mình. Chúng tôi đề tiện. Không được, đi thôi. Này, xếp luôn này. Nhanh. Rồi. And that is how you do it. Nhưng mà không có ấy nhỉ, không có khẩu súng gan xịn nhỉ. Mình tôi biết là mình cầm súng gan sợ dởm. Bắn đéo chết con Whis là đúng rồi. Súng gan xịn bắn phát chết luôn. 700 đam hơn. Cái súng gan mà bắn kiểu giật liên tục ấy, ông biết cái súng gan giật liên tục không? Giống kiểu con Smart ấy. Ừ, hôm trước ông vừa bắn đấy gì? Đấy. Bắn liên tục với đít nó thì mới ăn được. Nó bắn một phát xong. Đây súng gan xịn đây, không biết như là cũng là cái súng gan. Khẩu này đào ấy. Đây, không biết khẩu này đúng không? Đi ông ơi. À, mấy bố đừng đẩy vì tôi ra ngoài. Khẩu này accuracy tốt hơn. Đi ông ơi. Để tôi cho quả mã tấu ấy. Nhơn. Quả mã tấu đi ngoài. Ngoài. Nhơn. Đi vào đây. À, thằng này. Thẩm du. Cái gì đấy? Tôi không biết đâu. Cận chiến. Anh chúng có đến đúng không ơi? Cái bom này. Ông cầm bê. Tôi nhớ tanh luôn nhé. Cả tanh cả charger nhé. Ê, tôi cũng có molotov này. Để tôi ra tôi chém tay không? Chém cho chưa? Bây giờ mẹ tôi cầm quả mã tấu tôi chém vắt. Chào giờ chết luôn. Để đâu rồi, để đây thằng tay vẫn sống rồi. Nó đi rồi. Cái đạch tôi cũng đi rồi. Bắn đi ông ơi. À, tôi tắt nhạc đây, tôi không nghe gì cả. Ông cần thiết phải để ngay quả pipe bomb trước mặt tôi không? Hả? Thanh niên cần thiết ném quả pipe bomb ngay trước mặt mình không? Mà mình đang ngất chứ. Đậu phụ. Ngất rồi này. Thì máu cũng thế, nó chết được đâu. Mà tôi còn có một tiết này. Bú bình ê. Ra đây lấy thuốc này, lấy kêu này. Vãi. Bú hết cả mắt rồi. Không có gì. Heal đấy. Sao được heal rồi? Thế nào? Còn Rochi nó heal tôi. Thế nào? Tôi là nhân vật chính sao không? Sao lại được ông lại được heal nhỉ? Cái gì đây? Spa này đấy không? Cái gì vậy? Tôi cầm spa được rồi. Rồi quả mẹ. Có một cái achievement là ném firebomb vào tank ấy. Tôi cố làm cái đấy mà mãi cũng được. Thằng mấy thằng charger ấy cầm mail weapon chém vắt chết luôn mà.
Từ từ để tôi cầm cái hồi sinh. Em hưu cho con rút chi đi ông. Đi ông ơi, cầm mã tấu được rồi. Cái gì vậy ông ơi? Grenade launcher. Pipe bomb này. Ôi tôi cầm molotov, tôi cầm... Đây đây ông ơi, ra đây ông ơi. Có grenade launcher với cả... Pipe bomb. Ông cầm pipe bomb ấy. Ok, má tôi nghe cầm grenade launcher làm gì, tí nữa ra cái chỗ máy bay ấy. Tại chỗ có bu đấy, cầm grenade launcher ra rồi. Molotov này. Đâu? Đâu đâu ông ơi? Có biết chứ, có phải để tôi, mẹ hàng họ ngon lắm. Đâu rồi, nó đâu? Cái đạch ở dưới bùn ông ơi. Ném quả molotov ra kia đi. À tôi đừng. Tí nữa zombie đến thì ném. Đâu nó đâu. Ê, khóc. Đâu thế em đi đâu rồi? Em ơi. Đây. I think it's a safe bet to say an alarm will sound when we open this door. Đâu rồi? Stay away from the witch. Sao? Ok đây. Cái đạch mẹ tôi không nhìn thấy gì ấy. Cái đạch tôi không nhìn thấy cái con witch nó ở đâu cả, ông hiểu không? Ôi hết mẹ máu rồi. Witch rồi. Mãi thôi nhìn. Trời ơi kìa. Đi rồi. Cầm. Cầm quả Spark 12 nã lên tức chết rồi. Ném pipe bomb đi thanh niên. Đậu phụ. Pipe bomb đi. Pipe bomb đi ông ơi, pipe bomb đi. Ai cho mày vào đây, ai cho mày vào đây. Con lợn này. Má nó nấp sau lưng quả ấy, không nhìn thấy. Bựa bạn. Ôi có hộp đạn này ông ơi. Có hộp đạn nè. Yes. Hold on to these pills. Cái chưa gì rồi. Con này độc lắm. Ôi có khi bị rơi rồi. Có khi bị rơi chỗ này mà đi chỗ khác đâu ạ. Mẹ đông lắm. Đi. Ôi Jockey ông ơi, Jockey. Thằng Jockey đang đứng kia này. Nó kìa. Đi ông nó bị hiếp à? Không, tôi giết nó. Thằng quá sao bị hiếp này. Khó chịu nhất là cái con Smoker. Ừ, không. Có trong khoảng 1 2 giây để ông cái lưỡi nó tóm người ông chém phát cái lưỡi là đứt. Lower weapon. Nhưng này. Mà ông phản xạ kịp không? Everybody grab a weapon. Rồi, có máu rồi. Không, súng này phế. Healing. Thử tôi heal cái. Súng đây. Phế nhất, accuracy bị thấp, được mỗi cái đạn nhiều. Watch out. Này thì đi trước này. Thanh niên lại ngắm chim thằng Hunter. Đấy, thế ông đi trước đi. Thanh niên, oh, trong này có máu không ơi? Adrenaline shot here. Tôi mẹ xấu. Sinh nhật ông tôi đã chúc ông là mẹ đừng ngắm chim Hunter nữa. Bảo rồi. Ông cứ thích ngắm nó. Tôi thích ngắm với Whis thôi. Mà hôm nay gục 3 lần rồi đấy, chưa giết được con Whis lần nào. Ông biết khốn nạn không? Thôi lần sau để tôi. Đi ông ơi. Đi. Cầm cái mạng tấu chém người thích vậy. Ui. Tanh. Nó lềnh cho giờ đứng ngay sau mình nó đập ạ. Cái người này cho giờ đứng ngay sau mình đập. Reloading. Theo tao. Hiu tao. Hiu. À mấy bọn này không hưu tôi. Nhợt. Rồi, chúng mày. Người ta là một chiến binh bất tử. Trung Quốc á.
Chú ơi, đi qua rồi thì phải. Đi qua rồi mà. Đi thế, đi. Tôi mất phương hướng không ạ? Tôi bị lạc trôi. Đi thôi. Má, con Charger đứng ngay sau. Đứng lúc ấy nó đứng ngay cạnh tôi, nó đập uỳnh tôi đéo để ý. Mẹ. Đấy, có một tốt kia rồi. Có pipe bomb ấy, có pipe bomb ở đấy. Ờ, tôi lấy rồi. Ma nó đưa thụ lá đủ cho mình chứ tao không heal cho mình, thằng khốn nạn. Để tôi, mấy thằng idiot này cũng cầm, ông cầm mail weapon mà đánh. Vãi lấy boomer, thằng boomer nó mặc áo lót đúng không ạ? Kinh vãi. Cái gì đây, trên show này. Lục đây. Ồ, thôi cầm cưa là léo thì tôi cầm quả mã tấu ấy thích rồi. Đi thôi. Ui. Mã tấu ơi, mã tấu ơi. Cái gì đấy? Mã tấu ơi ông ơi. Cầm quả mã tấu ấy. Đi thôi. Cắt chính ra katana không thích một mã tấu ấy nhá. Ui đánh đây skiller. Chính ra là cái spiller nhổ ra là acid, còn cái boomer nổ là nó như kiểu cái chất, cái quả bom ấy của mình ấy. Bố láo rồi. Bố láo. Charger kìa ông ơi. Ấy tôi chém, tôi cầm nghe, tôi chém phát chết luôn Charger rồi. Tôi cầm cái katana, cái mã tấu ấy, chém phát chết Charger luôn. Điều này xếp luôn kìa. Đừng bố láo. Đừng bố láo. Bố láo hả? Đi ông ơi, tôi đang solo trong biển đây. Tôi chém người vô tội ở đây ông ơi. Không cần đâu. Đi. Để tôi đang điên cuồng khát máu. Bố láo. Ui. Con này kinh vãi. À, nhìn. Tôi chết rồi. Ông ơi, tôi đi trước từng người rồi. Kêu. Mà chém xung quanh luôn này. Xem vùng ông ơi. Mấy con zombie bùn bùn ấy, ông để nó tấn công là vì ông bị vẩy bùn lên mặt ấy. Vừa rồi. Từ heal á, heal á, đừng ấy. Mình lấy máu trước ông ạ. Rồi, đi. Ông cỡ. Con Rochi ông để phụ nữ bắn hơn 121 mạng kìa. Vãi cứt. Đấy, vãi cứt Rochi 2000 đam. Vãi cả đài tanh. Chua rồi. Phụ nữ luôn nguy hiểm không ạ? Wish đâu? Nguy hiểm không? Mình ngã gục 2 lần rồi thì mẹ không đam. Tôi thì chết. Zombies got here too. We need to head to the river. No sense in hanging out here. Đi thôi. Oh yeah. Má, chưa ông ra mới. Ông thì ông bao giờ ông vào trước thôi. Bố lá. Cái gì đấy? Look out. Ôi trời, có một cái chảo, một cái molotov. Đi ông ơi, đi. Ra ngoài thôi. Đi thôi. Ơ, đi hướng nào nhỉ? Đi hướng nào ấy? Đây, ô tô, lên ô tô. Phải đi hướng này không? Phải đi hướng này không? Đi hướng đéo nào ấy? Nhảy lên ô tô, nhảy qua kia được không? Bọn máy em sau đi được. Đi. Đi được không? Ở chỗ này cơ. Ơ? Đấy, có
tiếng khóc đấy. Cái này. Thôi không sao, hai khẩu spot 12 không sợ đâu bọn. Đi thôi. Đi đâu đấy? Đường nào? What the hell? Đây 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 đây, à không phải. Đâu phải. Đường đéo nào vậy? Đậu phụ mẹ hai thằng Zolo cho mày về. Ông ơi đi hướng nào đây? À, cầu tiêu. Kinh vãi. Đừng đóng cửa đậu phụ. À, hướng nào đấy? Hai thanh niên Zolo đứng trong này làm gì? Đây 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 đây, có. Không phải không phải. Đậu phụ không phải ơi. Không phải ơi. Đây 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 đây, thấy rồi, đây đây. Đây đây. Ui. Salin. Mẹ Spiller ngồi ngay vắt vẻo trên cành cây ạ. Đinh vãi cứt. Giật cả mình. Còn gì đấy? Charger ông ơi. Charger. Thôi Charger và Hunter đánh tôi rồi. Đậu phụ. Má. Làm phát double kill. Con Charger bựa vãi. Nó phi vào tường ở bên tư đang định chém nó thì còn gì kìa. Còn xuống ấy, thanh niên đứng trên này làm gì? Thanh niên trai tráng đứng trên nóc nhà. Điêu ơi, điêu ơi. Để AD để cho tập trí chứ chẳng nghe ông cứ lao lên để cho đối phương một đánh. Không biết đâu rồi. Tôi cả nghe thấy khóc gần rồi. Đấy đây. Ok. Thằng Quas ngu vãi, tôi chưa kịp định hình nó đã start dấu hit rồi. Hunter đâu ông ơi. À, mình chưa kịp định hình nó chơi các mẹ con ấy rồi. Nó cho đậu phụ thằng nào vừa lấy molotov xong rồi đấy. Nó đã start dấu hit rồi, bựa vậy. Ơ sao con Rochi nó không heal thằng kia nhỉ? Mình cầm máu mình sao mình heal được cho nó. Rồi đây ông ơi, có cái nhà này. Đi ông ơi. Nhà này nó mở được. Đây 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 đây. Trong này không có gì đâu. I'll hold on to these pills. Không có khẩu súng lục. Không có gì đâu. Đi tiếp. Đi thôi. Bây giờ đi đâu? Ô, bên này không có gì. Ô. Đạch, má mày bựa vãi. Ông đi chậm. Ủa. Con smoker vậy kinh vậy. Ông ơi boomer với spiller kìa. Boomer với spiller kìa. Đựa mà lo liệu đi. Úi xử hồi xuống điên. Đi thôi đi thôi. Dẫn đường ấy thanh niên. Đi ra ngoài. Đi đi đi. Ông cứ đi đi. Bọn tôi bám theo sát ngay. Con máy nó đi theo luôn mà. Có cầm, sniper trong đấy. Cầm cái mã tấu ấy. Đi sướng. Hai thằng mã tấu luôn. Không được có bắn nữa ông cầm. Ma thanh niên bắn mình ấy. Tự nhiên chui vào trước mặt người ta. Người ta bắn mình. Con đi rồi. Cứu tôi. Đậu phụ. Ma chuột phải là mà không được. Ủa kinh vãi con này bị cắt đứt này. Tôi thấy tôi phản xạ. Tôi thấy tôi phản xạ nhanh. Thôi 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 anh tanh đúng không? Anh tanh đúng không? Anh cho giờ. Rochi đi rồi. Lower the bridge này.
Be ready to find the area. Có hay không tôi gạt cái cần này. Ông ơi, gạt nhá. Kêu tôi cầm này. Bây giờ là dép nè. Ừ dép này. Tôi heo cho nó rồi, tôi hết máu rồi. Tối chứ nè, tối vãi cứ dép béo đi. Bên đây không có đồ ăn à, đồ gì à. Chúa, đây, sinh sản đâu đéo lắm đấy. Đi đi ông ơi, đi đi đi, đi 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 thôi. Góc kia. Vãi, cầm mã tao chém chết cái góc kia luôn. Gì đấy, ồ, con bò kìa. Ui, charger, charger. Anh cho giờ ngu vãi, nó lao con mẹ xuống cái hố ấy ông ạ. Anh cho giờ lao con mẹ xuống rồi. Để tôi né, né đặc cấp vậy. Nó lao con mẹ xuống rồi. Nó lợn rồi, tin nhỏ chứ. Chém nó xuống tay ạ. Ui, sâu gắn đúng rồi. Chịu thật. Tao biết là con nào đấy. À quên 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 thằng nào sát rồi đấy. Đang chém nhau đây là con ui ui ui. Đây nó đây này. Cái bọn điên này. Nó này nó. Tôi biết ngay mà. Tôi biết mà con Whit đứng tôi thấy ngay con Whit đứng cạnh ngay cạnh tôi luôn. Cái đặt cần Rocky ấy. Báo muộn quá. Cái kỳ đồ óc kìa bọn điên này. Gọi là người dậy đấy. Dậy ông ơi, nằm làm gì. Chắc là do tôi ném cái fireball. Thằng Quas. Thằng Quas nó ăn đấy rồi. Đấy, cụ thằng Spiller của anh Smoker. Thằng Quas nó tôi vừa cứu xong tự nhiên nó bị lôi đi buồn cười vãi rồi đấy. Mọi người thì sặc sụa hết rồi. Để tôi với con Rochi là thằng nhiều máu nhất. Đi ông ơi. Đi ông ơi. Có ngôi nhà đéo gì kìa. Nhà đéo gì, xếp room à. Ờ đúng rồi, xếp room. Xếp room ơi, xếp room. Đéo rồi, xếp room kìa. Ui dèo, xếp room. Ủa, có một mình tôi ở trong máy này. Trong này có một khẩu súng BAT-12, một khẩu súng ngắm. Và không có gì đặc biệt cả. Rồi ông ơi, rồi ông ơi. Rồi đi tôi cản cho, tôi cản cho. Lên lên, charger nhanh, charger. Charger, ôi cứt. This ain't how I thought it would go. Đấy mẹ, tự nhiên start the Whit. Chả hiểu lý do vì sao mình start the Whit. Con Whis nó đứng, con Whis nó đứng ngay cạnh tôi luôn. Con Whis nó đứng ngay cạnh tôi. Xong rồi chắc là tôi spy bomb chúng nó hay sao ấy. Xong rồi tôi đứng bắn được nó 3 phát vào đầu nó thì nó chạy mất. Nó đuổi ông luôn. Ông ơi tôi không phiêu lưu đâu, đi vào. Nôn mửa. Reloading. Reloading. Đi ông ơi. Ui, Jockey. Rồi, chắc là nốt chát nữa là xong không ạ? Lâu vãi. Bắn 2 phát chết lại Jockey rồi. Chu ngựa à? Ui. Thôi, ông chơi tiên phong kìa ông ơi. Không bị tiên phong em ạ. Người đàn ông của năm. Bố láo.
Đi vậy, phòi cả não ra, ghê vậy. Chắc mình đâu có đồ rồi. Nhịp empty. Reloading. Thì tôi cầm súng ngắm, tôi xử bọn ấy cho. Bọn ở xa cho, đỡ phải bắn. Reloading. Đi thôi. I'm reloading. Có một con đang đứng múa kìa. Quay ra kìa ông ơi. Để tôi. Hunter kìa, Hunter kìa. Cùng làm phê đạn chậm vậy. Lò ruột rồi, thôi để thao đi. Đây đây. Điên đông đông thế. Phát súng tử thần đúng không? Bumo 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 để tôi sửa bumo không? Còn nôn gì đây? Nhà gì này? Nhà ấy, xong rồi mình phải lên đấy làm chó gì. Đợt trước tôi chơi một mình ở đây này. Xong rồi tắt con mẹ ở đây luôn. Đi thôi ông ơi. Sao tôi chém nhanh hơn ông? Trong này có gì đây? Gấu bông à? Thì đéo nào? Hư cấu vậy. Tòa thị chính à? Trong hai cốt vậy. Tôi lên này làm cái gì? Ui cái đạch. Reloading. Chém hai phát chết. Ơ sao không lên được? Ơ sao? Đi 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 xuống nhà ông ơi. Đi xuống đây đi. Chào đây, có đồ này, có đồ này. Thế nào có đạn trên này này. Có đạn trên này thế nào cũng có đép phải đép rồi gì đấy. Thế nào tí cũng mưa. Tôi nhớ cái cảnh này lắm. Đạn này. Có thêm máu nữa thì chắc là mặt của đi. Không, có lâu. Này, ụ súng này. Reloading. Ờ, ụ súng chắc là đép rồi. Đép rồi. Từ từ. Có một cái gì đấy ở kia để tôi chạy ra. Ụ, ụ này bắn bích chết rồi. Look out. Từ từ, hiu hiu đi ông ơi, hiu hiu. I gotta heal. Má thanh niên. Xử lý đi, mẹ bị cao kìa. Đậu phụ. Hỗ trợ đi. Lấy một bình đi ông ơi. Xong rồi lấy tiếp bình nữa đi. Để tôi lên tôi cầm súng máy cho. Không mở được cửa vào mà. Đóng cửa này. Hả? Go to the rescue á? Đâu, reborn to... Lên. Bây giờ nhá, tôi sẽ là bắn người bắn súng, máy, ông với cả tất cả bọn nó canh ở hai bên được chưa? Ông với con Dochi với cả máy canh ở hai bên để tôi cầm súng máy nhau. Quay lại, nhanh. Chúng có leo tường ấy, bây giờ ông tôi sẽ bắn đằng trước chính diện với cả hai bên một tí. Ông sẽ phải xử lý bọn... Ông hai bên ông chỉ cần cover cái hai bên của tôi mà lúc bọn nó lao lên gần ấy. Bọn thì tôi đứng dưới tôi bắn chết bọn này cho. Tôi cover đằng sau về hai bên. Ờ, chuẩn rồi đấy. Cover thế chuẩn rồi. Team này mê team. Dream team mãi. Lúc mà hết đạn thì bảo tôi lùi ra sau thì tôi bắn. Không có thằng nào zombie nào. Còn súng ấm hơi tù. Biết lơ kìa. Chỉ sợ tí nó hay thôi. Thì biết lơ kìa. Reloading.
sẽ được. Bỏ cái đi, bỏ cái đi, tiếp tục tôi bắn rồi, tôi bắn rồi. Cứu 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 cứu. Cái này bỏ cái gì đấy? À. Tiếp tục đi ông ơi. Ừ. Nóng quá mẹ nóng rồi. Bắn từ từ rồi, nó nóng quá là không. Nó nóng quá mẹ nóng rồi. Cái đẹp có gì ý. Tanh, tanh. Tanh. Reloading. Hai tanh ấy. Cái đẹp ông tự nhiên lùi đi ra lên gì. Đâu phụ. Dã đầu ông ơi, dã đầu, cứ dã đầu thôi. Nổ lên, nổ lên, nổ lên. Đánh ấy tôi đang xử lý nó. Cái đẹp thuần cứt rồi. Chém đi, chém đi. Nó đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. Cầm cầm mêu attack ấy. Yêu máu rồi. Ôi tôi cầm lại bắt đầu nó chém nó một cái mà nó đánh tôi bay xa 10 dặm. Ui, cái súng này hỏng rồi. Chưa, chưa, chưa. Một lát nữa nó vội là dùng tiếp. À. Reloading. Mình không có mua lô top. Ammo. Mình không có molotov nên mình giết tanh khó. Này súng được, súng kéo, súng dùng được rồi này. Mình để bắn tanh không hiểu không? Bây giờ mình bắn súng thường đi. Bây giờ cái súng dùng phải bắn tanh thôi, bắn những cái con nào dị dị để cho rơi cho dùng. Ôi đúng rồi, đẹp một cái. Reloading. Hunter, 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 Hunter. Đi rồi. Ông ơi, chúng nó lên này. Đậu phụ. Không lấy gì cũng được, nghĩa là mẹ chém hết rồi. Mấy cái này như kiểu tấn công thành trì không ạ? Nhưng mà mình đẹp, mình phải là người lính trong thành ấy. Má mấy thanh niên, ba thanh niên đứng ở đây làm gì vậy? Ba thanh niên sức dài vai rộng đứng ở một chỗ. Bọn tiếp tế chưa đến nào. Từ đấy giờ không xuất hiện con tanh này. Rescue đến nó sẽ hiện. Không phải lo. Đây thì lâu quá. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Không tanh tao bắn chết ngay ông. Bọn tanh à? Ui, cái gì đấy? Ôi, sao mà đi được? Ôi, thôi, tôi ngã rồi, tôi ngã đây không ạ? Tôi ngã đây rồi. Tôi ngã đây rồi, tôi ngã đây rồi. Tôi ngã đây rồi, tiếp rồi. Sao tay cứ ở dưới cũng bảo ấy. Kido đi rồi. Rip. Tinh thần chiến đấu anh Kido. Ơ sao có thằng tanh nó lên từ lúc nào ông ơi? Ơ tôi bảo thằng tanh lên. Hả? Đây đây đây, đang blade đây cái súng đây. Đâu đâu đâu. Lên 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 lên. Úi dồi, Rocky ạ. Vừa cướp tôi rồi. Đạch mẹ. Con Rocky ạ. Rescue đến anh em ơi. Ui tanh tanh tanh. Đi đi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đấy đâu rồi. Ủa, giết rồi, giết rồi. Giết rồi, tay ngang đuổi. Thôi, đi rồi, đi rồi. Tạm biệt anh em. Người anh em tốt của tôi. Xin chúc mừng, đi rồi. Đi rồi ạ. Chết cười thanh niên. Rồi, quá. Chạy đi, cố lên, 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 lên. Rip tôi rồi.
Ăn cả cục đáo ở đâu chẳng biết. Buồn cười vãi kêu cứt. Buồn cười ấy cả đấy. Cái này các bạn là không có molotov, không hiểu không? Bây giờ là nhặt được thì giữ đi. Tất nhiên phải giữ rồi. Các bạn mình không có molotov, không hiểu không? Con tặng mình cái thuyền đến rồi mà mình kiểu mình mà kiểu không check ở chỗ đấy, kiểu mấy con zombie là kiểu nó sẽ spawn ở mấy cái chỗ mà mình không có tầm nhìn. Thằng quá sắp chết rồi kìa, sao không ấy. Nó kiểu cho bé số hiểu không? Số bé số zombie. Special ấy, mấy con kiểu special zombie là nó à. Nó sẽ spawn ở những chỗ mà mình không có tầm nhìn. Đây là cái chỗ này, ngay bên phải đấy mình không có tầm nhìn là đây có một quả. Nó có thể spawn đấy bất cứ lúc nào. Có một quả molotov đây rồi. Tôi tí phải bật nhạc lên thôi chứ không nghe được thành. Tôi có một quả molotov đây rồi. Jockey này. Sao này? Jockey này. Ôi đi rồi, nó nhảy đâu rồi? Đặt nó nhảy phát lên đầu tôi không ơi. Ông bắn súng đi mẹ, ông cầm dao đi đuổi cho nó làm gì? Đi tìm mỗi mô tốt, tôi cầm một quả mô tốt rồi. Đi, tôi cầm một quả mô tốt rồi. Trên này có một cái gì, không có gì cả. Đây. Có cái chi ke. Không có gì cả, không có gì mới. Có quả mô tốt không? Chào chưa? Đâu? Chào nó đâu vậy? Hunter, chào chưa? Trời ơi. Đi ông ơi, đi. Đi lên. Đi. Tôi có một quả molotov, ông có không? Ông có pipe bomb à? Giữ quả pipe bomb với lại đi. Để quả cuối. Ông để quả cuối ông ném pipe bomb. Tanh nhiều tanh thì tôi ném quả molotov xong rồi anh em mình mở máu, mở được máu thoát thân luôn hiểu không? Để quát đi à. Cái gì đấy? Thằng quát chắc là bị Hunter cắn. Đúng không? Con gì cắn đấy? Con gì cắn được quát đấy? Đây, con Jockey cũng cắn cho nằm không? Đây là phía sau biệt thự. Đây là phía sau biệt thự rồi. Đi. Xuống luôn. Trời ơi, yên lặng quá. Đây, ui, ông ơi, dưới này toàn bom thôi. Mình đéo để ý, dưới này toàn bom thôi. Đây toàn bom thôi. Đi xem có gì. Đây, trước cửa biệt thự đây. Đây, hết nữa. Đây này, ông ngồi để ý nhá. Bên này nó có những cái sắp sẵn cho mình rồi này, ông hiểu không? Nó có một cái bình ga sắp sẵn cho mình rồi, ông hiểu không? Từ, lúc ấy tôi nhìn thấy mà. Hold up, healing. Hold up, gonna heal. Lấy một cái. Lấy một cái healing đi. Ông bấm được à? Thế có cái gì kìa? Ông lên trên đi để tôi còn đấy. Everybody grab a weapon. Từ từ. Ammo here. Bình tĩnh nhờ, để tôi lên trên. Nhưng mà tôi đang lúc nãy tôi thấy một cái bình ga cơ. Ông tôi thấy một cái bình ga. Má nhưng mà pipe bomb ở dưới tầng 1 này. Pipe bomb ở dưới tầng 1 mà nên mình phải chiến đấu tầng 2. Pipe bomb với cả cái quả kia ở tầng 1. Tôi mỗi cái chả thôi. Ở cái đây. À trên này có cái bình. Cái gì vậy? Cái speeder lên đây vậy?
Đi đứng linh tinh, tôi bảo rồi đừng có xem chim nó nữa. Ông cứ thấy em tới là ông ra ông xem nó gì, đợi phải điên lên. Tự nhiên nó nhảy vào mặt. Ông bấm nút kia chưa đấy? Anh em bấm nút kia chưa đấy? Bấm rồi đây. Thật sự tôi thấy smart 12. Ô, ô, cái đạn ở đây đâu? Ok. Đạn ở dưới kia rồi. Nó thay đổi, nó đổi. Mẹ, đạn ở dưới kia thì làm ăn chó gì? Ôi, dùng mail tuần được bọn kia tích được đạn đâu. Quả này là best sinh tồn của mẹ này. Cái gì cơ? Đấy, tôi biết nó rồi. Tôi bảo tôi thấy một cái, tôi bảo tôi thấy một cái bình ga đây mà. Tanh à? Ui, tanh. Xử lý đéo ơi. À, tanh. À. Cái đậu phụ. Cầm súng bắn nó đéo ơi. Thấy chưa? Chest battles here. Nó lên kìa, nó lên. Nó sau ông đây này. Thừa cứt rồi. Ui, bay vãi cả lìn. Nó cho một phát bay con mẹ từ ấy xuống đây luôn. Bay mẹ từ đây xuống đây mất 50 máu chết luôn. Nói cái này. Tao nhéo khỏe thế. Ông bắn súng, ông cầm khẩu ấy mà không giết nó. Khẩu heavy gun đi. Bắn một vài phát nó đã chạy vào trong nhà rồi. Chơi đâu. Nó vẫn sống rồi. Điều, lên. Lên nhà nhờ đóng cửa nhá. Lên nhà nhờ đóng cửa. Ông cầm mấy vài quả bay bom ông đả đi. Ông cầm vài quả bay bom ông đả đi. Xuống dưới tầng 1 lấy đi. Xuống dưới tầng 1 lấy đi ông ơi. Cầm vài quả bay bom đả đi. Đả bớt đi với cả mấy cái quả mà ô nhiễm đi. Bọn cứu thương chưa đến nhở? Ném bát bom đi ông ơi, xuống lấy bát bom ném đi. Tôi hết con mẹ đạn rồi. Con Joker ấy. Đẹp gì vậy? Thằng A đấy. Năm giờ. Pipe bomb out. Reloading. Đây đây. Time to move. Let's go. Đi rồi, đi. Chết không sợ đâu, có một cái bình cứu thương chứ. Ui, tách. Hãy lên, để tôi ném quả mưa tôi vào. Ném trượt có mẹ rồi. Ném trượt có mẹ rồi, dụ ra môi cốc. Vãi lệnh hai con tay luôn. Có đi rồi. Bắn đi ông ơi, bắn đi, nó điên rồi. Nó đang bị dính lửa. Vãi lệnh. Có một mấy con chó. Nó đi rồi, nó đi rồi. Một con ăn bài bom của tôi nó ngã rồi. Đi rồi. Mẹ, tôi ném trượt quả mưa tốt một cái nặng chứ. Đây. Đóng cửa dưới tầng 1 đi. Chúng ta xuống rồi. Mở được máu thoát thân đâu ơi, mở được máu đi. Đến tôi, đến tôi, đến tôi. Đi.
Ui đẹp, mẹ nhảy xuống với 6 máu. Đấy, 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 nhanh 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 nhanh. Nhanh ông ơi, nhanh 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 nhanh. Cái gì ạ? Thuyền, 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 nhanh lên, thuyền, 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 thuyền. Ông với tôi cần phải sống, để cụ chỗ đi. Rồi tôi lên thuyền rồi. Ôi, nhanh lên, nhanh lên, tôi bắt phụ cho. Nhanh lên, ông ơi, tăng kìa. Thôi. Ok, chắc là chapter end rồi đấy. Cực kỳ lắm tanh với pha này. Ok. Lắm tanh. Vậy là cái tập này đã kết thúc tại đây. Để ủng hộ mình thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe và để lại một comment ngay phía dưới nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.